Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video về làm những con baby ha. Hôm nay thì mình sẽ đi làm con baby ếch. Nghe rất là hấp dẫn ha. Mình sẽ bắt một cặp ếch thường và một cặp ếch mà alpha để cho mình làm baby cho nó có con nọc nọc á, nhìn vui lắm. Mình thích con này ghê, mình cưỡi nó hoài à, nó đẹp quá trời luôn. Ồ, thấy đã ha. Bây giờ mình quên nhấn phím ca hàng gì đó đi. Thích con này kinh luôn á, mới vô chỉnh cho nó chạy 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 đã, quá đã luôn. Rồi mình bắt lại con thuốc Panadol rồi. Tối qua chơi ngủ quá để máu ít đi quýnh đến cano. Mà con nó yếu lắm, mình tăng cho máu nó mấy triệu mà nó quýnh đâu có lại đâu. Tăng lên máu 4 triệu rưỡi rồi nè. 5 triệu luôn mà nó quýnh con cano đâu có nổi đâu, quýnh lần có mười mấy ngàn máu à. Nói chung nó không có mạnh. Giờ mình sẽ đi con này thì chói lóa quá, mình không thể cưỡi được. Mình sẽ đi bắt con ếch, và trong đó mình nếu mình gặp cái con gì ta, con dưa leo thì mình sẽ bắt luôn ha. Rồi mình sẽ đi luôn, đi qua khu đầm lầy rất là nhiều ếch, bắt con ếch về làm. Mà con baby nó thử coi, nó đẻ ra con nhìn mắc cười lắm, đẻ ra nồng nọc á chứ nếu con ếch thường ấy. À, chúng ta sẽ cùng đi kiếm rồi với cặp ếch alpha, con ếch màu đỏ đỏ để ra con nhìn không biết nó ra nòng nọc hay là nó ra cái gì nữa đây, hay là nó ra con thấy hơi cấu rồi đó, nó phải ra nòng nọc mới đúng. À, chúng ta đã tới đầm lầy. Đầm lầy này thì chùm ếch rồi, ếch với rắn không à. À, chúng ta nhìn trên cao sẽ thấy được mấy con ếch. Ê, sao có giống con cái lưng giống Spino quá ha. Con kỳ đà. Rồi khu này để mình coi thử coi có không. Toàn cá sấu không ta. Rồi cá sấu bò lên bờ không à. Chăn nữa. Rồi mình nghe tiếng con nhện rồi đó. Ở đây bên đây nè, hay mình bắt nó luôn ta. Thôi mình giết nó đi, bắt nó làm cái gì, mấy con này dở mẹt à. Wow mày, rồi trâu rồi không xi nhê. Ấy nó lên EV cái gì ta, hình như mà được cái skin hay sao. Ý còn con nữa, quay. Ôi, càng ngày nó ra còn nhiều. Tao chơi hết luôn. Tới đây kiếm sẹo. Mày hả bụi, mày hả bụi, mày hả bụi. Chết luôn, mấy con này có token luôn ha. Ok, để mình coi trong người nó có gì không. Trong người nó không có gì hết. Con này có không, con này cũng không có gì luôn. Rồi vậy thì xác định đi, mình săn thịt nó. Ôi, tối quá. Ok. Rồi, nó không có gì hết ngoài thịt rồi. Con này bị sao vậy? Rồi, đừng có chớp chớp nữa, khó chịu quá. Rồi, nó vẫn bị chớp chớp cái gì á, bị dính đam của con đó hay sao ấy. Ở bên kia có con gì ta? Ủa, cháy lửa tùm lum hết. À, một con kia mình biết rồi. À, giờ mình sẽ đi kiếm con ếch, giờ không dám đi vô đầm lầy, nó sợ đĩa bu mấy bạn ơi. Đầm lầy mà vậy sao mình vô. Ôi con rồng này thì nó chói mắt quá à. Rồi mình cầm này mình đi săn. Ui ơi, cái này nó còn chói hơn nữa. Nguy hiểm quá à. Thôi mình cầm cái số 6 đi. Rồi con nhện nó thấy mình nó dí kìa. Con nó quýnh mình xỉu là mình chết luôn á. Thôi mình lên con này đi. Không thấy đường luôn. Mình đi mình cạp hết cây luôn. Mình tàn phá luôn. Ban đêm nè nó chói mắt quá nè. Mình chỉnh gamma lên nó quá chói luôn. À mấy cái cây này vui với bạn. Trồng nó lên cái kia để mình lấy hạt giống của nó coi. Ê con gì cắn kìa.
Ê, con nhện vô duyên. Ở đây không nghe tiếng ếch ta. Anh bay lên trên đi. Ở đây nè, có một con. Mình sẽ bắt con này trước. Giết rắn đi. Rồi, sao đĩa bu quá ta ơi. Đĩa bu là coi như tự tử luôn á. Mình sẽ bắn, mình rà điện coi có con nào ở đây không. Rồi, chắc không có đâu. Ok, mình sẽ bắt con này. Ở trời ơi, còn một viên đúng hải hùng luôn ông ơi. Rồi, vậy mà nãy giờ không để ý trời. Rồi, con này ăn trái cây hả ta? Con ăn thịt mà, ếch sao ăn trái cây? Con này là con đực nha. Rồi, chúng ta... À, được cái nón này. Rồi, mình bích up nó đi. Rồi, giờ mình kiếm thêm một con cái nữa thôi. Con cái nữa, chúng ta sẽ làm con ếch. Rồi, con đĩa, con đĩa. Mày hả, đĩa? Mình lấy máu nó, máu đâu rồi? Nè nè con đĩa nè. Ôi kinh không. Rồi mình lanh mắt ghê, mình thấy nó nhảy 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 nhảy, ấn thiệt chứ. Được máu, máu của đĩa mà đi câu cá. Rồi trời sáng, con này con gì vậy? Ủa con này lạ quá ta, hình như con này trong map mới nè. Rồi trời sáng rồi, chúng ta đi kiếm ếch dễ hơn rồi. Giờ mình có ít cái nữa, mình gấp nó về luôn rồi. Tí qua mình kiếm con ếch alpha ha. Rồi con rồng bị đĩa bu mấy bạn ơi. Đi một vòng tí về dẫn một mớ đĩa bu trong người luôn. Ếch không thấy đâu, thấy toàn cá sấu mà. Rồi mình đi về đĩa nó bu mình phê cần luôn á. Chắc phải cầm cái con gì qua nó ủi, nó thu hoạch hết kia mấy cái bụi cây này, nó đi nó ủi hết một phát là không còn cái cây nào luôn, để mình đi bắt con ếch cho nó dễ. Chứ ếch mình nhớ nhiều lắm mà sao cái này không thấy con nào hết, mình còn bị đĩa bu nữa chứ. Rồi, cái lầm đầy này hình như ít á, ít ít quá. Để từ từ mình coi lần nữa coi, nếu không có nó mình sẽ bay qua khu đầm lầy bên kia ha. Đĩa nó bù vào đâu rồi? À đây thằng con nè, con. Hy vọng là con cái nha. Rồi mình đậu xuống đó. Con rồng này không chịu đậu. Ui da. Con rồng này nó không chịu đậu mấy bạn ơi, để mình cắn cây mình đi vô. Rồi mình giết con ếch đó là mình ngu luôn á. Rồi cây gì gặm gặp quá vậy? Kẹt luôn rồi. Mày. À đây nè. Con đực luôn. Con đực rồi. Con mèo rồi, không được rồi. À trong đây có con đó nè. Ơi. Mới thấy nó nhảy mà nó bơi nhanh dữ trời. Rồi mèo nữa. Đâu ta bắt con này hả? Thôi con ra sao chết nữa, nó đi nó mất cái tướng mắc cười quá. Khu đầm lầy này cũng rộng lớn ghê luôn á, mà sương khói phôi pha quá trời luôn vậy. Này nè có con đó nè. Ơi con này có hình trái tim ở đâu rồi? Rồi mình bắt được rồi đó, nó gần mình là nó hiện trái tim lên là đúng rồi đó, mình nghĩ đúng rồi đó. Rồi mình bắt được một cặp này rồi, về nhà mình để đó rồi mình đi bắt con màu đỏ nữa, đủ một cặp rồi mình làm luôn. Rồi con đĩa nó bù dai ghê không, nó dám bù vào con rồng của mình luôn. Con này chắc ăn máu liều rồi.
Ngết này thì về là của mình lấy cái cây mà chọt cái nó xỉu à. Cái cây này mấy bạn kêu nâng cấp được mình sao mình không thấy ta? À, dục nó đây đây. Rồi quay 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 quay. À, xỉu female chắc đúng rồi. Bây giờ mình tắt gamma đó. Rồi để gamma coi xấu lắm. Ok chưa? Biết rồi, mình đến từ đó, mình đổi cái skin này vô thử coi đẹp không? Remote skin. Rồi bắt được luôn rồi. Ồ, cái nón này nhìn đẹp quá ta. Rồi, đường cặp qua nè. Rồi nha, giờ mình đi bắt một con ếch alpha nữa, về mình sẽ làm một cặp coi nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Còn đó là mình phải bay qua khu đầm lầy bên đây mới có nè, còn bên khu đó không có đâu. Trong cái thời gian mình đi qua đây mình kiếm á, nếu mình có con bắt con Thylacoleo luôn. À, đi qua đây đi ha. Raptor, Kano. Ủa, con Ithilo, con này là con đực hay con cái ta? À, dưới đây gần có ổ hải ly nữa. Rồi, chúng ta qua khu này rồi. Ủa, con gì mà xanh dữ vậy ta? Không phải cái cục này. Mấy cục này lượm hải ly nó ra nhiều ghê ta. Nó làm ổ dưới nước quá trời luôn. Kì kì kì, có con điện. Ngon, ở nhà mình là con cái nè, mình nhớ. Rồi, chết rồi, quên rồi. Quên đem thịt, đem cái súng rồi. U mẹ ơi, nó chơi mình mấy bạn ơi. Lên. À, mình sẽ chơi chinh chiến ngay khỏi bằng súng ống luôn. Wow, mất máu rồi đó. Ồ, giáp này thì không sợ rồi. Giáp này thì mấy con này giết không nổi mình đâu. Mình sẽ kết hợp với Thylacoleo để chơi con khỉ đột này. Mình không chơi súng luôn. Về cho nó hấp dẫn. Mày, mình chọc hỏi con Thylacoleo nó xỉu luôn đó chứ. Rồi con này xỉu chắc rồi mấy bạn ơi. Rồi một em xỉu, mình sẽ bắt Thylacoleo. Mình dưới nước nó quýnh không được mình. Rồi vậy là phải xỉu thôi. Hay chưa, mình đã bắt được. Yeah. Ấy da, kẹt rồi. À đây rồi, mình bắt luôn con khỉ này, hai con sắp mặt dưới nước rồi. Tỉnh tỉnh tỉnh, mình chọt nó lên turbo. Trời, cục cứt, cục xích nè, cục xích nè. Rồi Thylacoleo con này female. Ý, con cái bạn ơi, ở nhà mình có con cái rồi. Thôi cứ bắt để nó đó đi, mà mình đi tìm kiếm con ếch tiếp. Trời trời ơi, làm cái trò gì vậy nhóc con? Khu này nhiều ếch lắm nè, mình thấy nhiều lắm luôn, ếch đĩa tùm lum hết. Ăn trộm đồ, ăn trộm đồ. Ồ, con này là Thylacoleo hệ alpha các bạn ơi. Con này hệ phai mau solo. Ok, mình sẽ solo tay đôi ạ. Ồ, không được, không được, không được rồi. Ồ, wow. Ôi, gần chết luôn, chết mình rồi. Trời ơi. Trăm máu, trời ơi. Rồi, không ngờ luôn. Chưa kịp gì hết, mình vừa xuống nó chơi mình liên tục luôn. Thôi mình bỏ đi, tí mình bắt nó lại, mình đi kiếm con ếch một vòng, còn không có mình giờ mình chế viên đạn đó. Không có súng thần công thì chịu không nổi mấy bạn ơi. Mình vừa xuống mình tưởng mình cân được nó như con nãy, với con nãy chắc là do nó quýnh không trúng mình á. Ở con nãy đập mình hai cái thôi. Xém nữa là
đắp chiếu rồi. Rồi ớt đây không có. Có nghe tiếng rất là nhiều luôn á, mà chúng ta là phải có súng thôi. Thôi ok, mình sẽ về mình lấy cây súng đi. Trên kia uồn cặp rồng luôn. Wow. À ha, mình chưa kêu con rồng zombie ra ta. Ủa, cái hồ nước đẹp quá vậy. Mình sẽ kêu con rồng zombie. Từ từ mình sẽ kêu rồng zombie ra ha. Triệu tập. Ôi tùm lum con hết. Ôi con rồng xanh đó kìa. Ui hôm bữa giờ mới thấy con rồng này nha mấy bạn. Hôm bữa giờ mới thấy luôn á. Toàn thấy rồng rồng vàng với rồng con rồng vàng với con rồng xanh lá cây không à, chứ sinh ra trời mình chưa có thấy. À, con này mình sẽ giết luôn đi. Con này độc ác lắm. Chúng ta đừng có để cho nó sống, nó cắn mấy con ăn cỏ. Giờ mình chết cái súng đó, không có cái súng mình thất thủ rồi. Vừa ra chưa hết tưởng con thì là con leo nó cù bắp lắm chứ, vừa nó cạp mình hai cạp xém nó là sắp mặt rồi. Tưởng có bộ giáp tự tin. Trời ơi, không ngờ. Ok, tao sẽ chế cái súng và tao sẽ phục thù. Đâu rồi? Hay rồi. À coi con này hệ đực hay cái đây. Con này là mèo, để mình kiếm con phi mèo mình làm con baby nó luôn. Rồi quá, quá, chết rồi, mình gần hết đạn rồi. Ai còn 17 viên nè, khỏi cần làm. Rồi, hết thịt thối rồi. Hết thịt thối thì hơi căng à. Hết thịt thối rồi thì mình phải kiếm thịt thối mà làm cho nhiều mới được. Rồi, súng vô đạn rồi, phải đi phục thù thôi. Xém chết. Bị con thi là cô leo nó chơi mình. Còn cái con hình như con alpha đó mình có một con rồi mà giờ không biết đực hay cái đây sao bắt ta. Khó quá. Nó tỉnh rồi kìa. Của mình luôn á. Rồi qua đây mình bắt luôn con này để từ từ mình qua mình bắt hết luôn. Mấy con này điêu, con rồng nó không dám tấn công nha, còn mình mà nhảy xuống một cái là nó chơi mình liền luôn. Hổ báo, cáo trồn. Tới ăn trộm đồ đi mày. Trong kia có một con nữa, con này nữa, mình giết hết mấy con ăn thịt đi. Đĩa nè. Đĩa nè. Đĩa nè, quá trời đĩa luôn mấy bạn ơi. Xui chưa, nãy mày chơi ta đúng không? Này là con đực. Rồi con đực còn một con bên kia nữa. Mình sẽ đi solo luôn. Nãy mày cạp tao mà, tới đây nè, tao đứng cho mày dí nè. Nhảy tới đây. Mày tới đây. Con này là con female của show. Con này ở nhà mình đang có con, không biết là đực hay cái. Vậy mình sẽ chụp đầu con này về trước và sẽ tiếp tục đi làm công trình bắt ếch. Không được thì mình sẽ làm con ếch thường thôi. Rồi cái ếch đỏ con này đó. Bên khu vực này lắm con này thiệt, nhưng mà không phải con mà màu sặc sỡ như con hệ điện rồi hệ độc á, nói chung hệ ở nhà mình thì mình làm baby được. Ủa, cái đầm lầy này sao nhỏ quá ta. Ok mình mở map rồi mình kiểm tra coi. Ơi mình sẽ đi đường này có nè. Hay là đúng rồi đây à. Đây nè, đó một con đã xuất hiện. Ây da, khó quá, chỗ này khó đậu quá. Rồi mình bắt được một con rồi. Không biết rõ đực hay cái thôi. Cứ để nó trên đây đi. Rồi mình sẽ từ từ mình bắt thêm một con nữa, tới tí nữa mình bắt thêm một cặp rồi mình chỉ cần tới mình lấy thôi ha. Ê ê ê. Ê trời ơi, đừng 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 nhảy xuống, đừng. Rồi bắn cái mà hụt. Quá tệ luôn. Con này là con đực hả? Được. Ý.
phần trăm chạy nhanh quá, nó tỉnh rất là nhanh luôn. Mình không có thịt đùi vô kịp là nó không tỉnh, nó tỉnh khá là nhanh luôn các bạn ơi. Con này ở đây đi. Ok, mình sẽ đi bắt một con cái nữa. Dưới trên lưng mình có con Thylacoleo rồi. Ở dưới tàn trăng không ta? Ớt chỗ này quá trời luôn, mà có điều là chỗ này khó nhìn quá, cây rậm rạp quá mấy bạn ơi. À kia đi, hy vọng là con cái để chúng ta không cần cực khổ nữa. Mèo luôn rồi, chúng ta cần kiếm nó là con cái chứ không phải là con đực. Đầm lầy ở đây thì khá rộng nên chúng ta có thể là kiếm rất là nhiều luôn. Đây một con nữa, female rồi, chúng ta đủ bộ đó. Rồi mình đã bắt được cặp rồi ha. Ôi yeah, cái này làm khá nhanh. Ơi ơi sao con này mày bay tút lút đây ghê vậy, mình phải thêm đạn vô đó. Rồi ok, à, tới gần bắn cho nó dễ, mấy con này nó hiền lắm, bắn ngay cái đôi đích luôn khỏi cần chạy. À, mình thêm đạn vô coi. À, 5 cục đủ rồi. Giờ thì không có cái teleport, mình dẫn nó về luôn ta. Ok, vậy thì dùng thôi lại thì là cô leo ở đây đi. Con này con cái thì mình sợ không có nhà mình. Ủa, đâu mất tiêu nó rồi. Đây rồi, rồi, rồi. Nếu mà tí nữa mình sẽ qua bắt lại sau ha. Giờ bắt này về mà làm cái BB. Ok. Rồi mình sẽ dẫn con này về. Rồi mình sẽ dẫn con này về và mình sẽ làm con baby con này. Cặp luôn, mình làm một cặp ếch cho nó chuẩn. Rồi cái đầm lầy bên này rộng quá, sao nãy mình đi có xíu ta. Rồi nhện quá trời luôn, quá trời nhện luôn. Chắc mình phải cầm mấy con kia ra mình đi mình làm ủi rừng ra cho nó trống trải cho nó đẹp. Mấy con của mình như con khỉ rồi, nó ủi rừng y như là cái xe máy ủi vậy. À, chúng ta cùng về nhà làm thôi. Rồi, chúng ta đã tới nhà rồi ha. Rồi, sẽ làm luôn con cá mập màu xanh đó là của mình luôn á. Rồi, một cặp ếch ở đây rồi. Yeah. Ôi, mình giục một phát ngay ngay tâm luôn. Rồi, một cặp rồi đấy. À, hai cặp chứ. À, để coi con thì là con leo là con đực hay con cái để vài bữa mình quanh bắt lại luôn chứ để nó. À, mình đâu có con cusò đâu nên bắt con kia về là chỉ là đủ bộ thôi. Con này là female nè. Female luôn nè. Và con này cũng female luôn. Nói chung là mấy con này của mình toàn là con cái không à. Rồi chẳng có con đực luôn. Con rùa này bằng bằng inox mình cho nó đi chơi rồi. À, chúng ta sẽ đi đi làm cái chuồng dưới nước á cho tụi nó đẻ, là mà phải làm cái này nè. Rồi sao nó mất tiêu rồi trời. À cái này là cần dây điện đúng không? Đây đủ đúng không đó? Rồi, cần dây điện, dây điện, dây điện, dây điện thì qua đây. Dây điện này cần metal ha, metal thì mình không có thiếu. Hôm qua làm mấy cái kia muốn hết luôn rồi trời. Rồi để 2.000 đây đi. Rồi chạy lên rồi. Rồi làm 3.200 cái rồi để đi. Đâu rồi. Rồi nó làm chậm dữ ta. Cái này cần máy dây điện một cái và mình cần 4 cái nhiều hơn có thể. Hay là xây luôn cái nhà trong đó ta cho nó khỏi chạy luôn ta. Nhà ha, nhà dưới nước hả? Mình sẽ làm cái nhà nhỏ đi.
Rồi cái này em qua làm quá trời luôn. Cái nhà nhỏ hả? Rồi giờ này là không kịp rồi, cái này phải đi farm gỗ nữa, cực lắm mấy bạn ơi. Không thể làm kịp được. Cái này thì xây ra 4 tấm làm cái chuồng nhỏ. Họ lấy cái này làm đỡ đi. Ok, mình sẽ làm đỡ cái này ha. Cái này lấy thêm mấy cái cửa kiến chùm lại cho không nó chui ra. Rồi mình xuống nước mình làm thử coi. Hy vọng sẽ được. Con rùa đó rồi. Rồi con rùa càng ngày nó càng đi xuống dưới trời. Đi lên đi lên đi đi lên. Mình sợ con nòng nọc đẻ ra nó chết quá nên thành ra mình phải để dưới nước. Rồi, ở độ cao này là chúng ta có thể là cho mấy con ếch vô rồi, nó rất là nhỏ. Số 4. Số này. Rồi, chúng ta sẽ để đâu đây? Khu vực nhỏ Uya. Rồi. Toàn cửa sổ không con con nó nọc nọc nó chạy đi luôn quá. Ngó bộ là thiếu gỗ rồi. Cái nước xây khó lắm mấy bạn ơi. Rồi nghi thiếu rồi quá. Ê cái gì trời, chỗ này không xây được. Ủa. Ủa kỳ vậy. Ủa xong cho xây nữa trời. Không cho xây luôn. Ok mình biết rồi, mình biết tại sao rồi. À, mình cưỡi cái này mình lên cao cao xíu chắc là thấp quá nó không cho mình Rồi mình nghĩ là dày nó chứ chấp nhận. Rồi nó kêu cần cái window frame gì quá nhiều struct trên cái này là quá nhiều cái này nè. Ơi không được làm nhỏ lại thôi. Làm chuồng nhỏ thì nhỏ lại. Cao quá rồi nó không chấp nhận, nhiều nhiều cái miếng này trên cái lưng con này quá là nó không chịu nhận chấp nhận nó. Rồi chúng ta làm cái che lại cho nó khỏi bơi ra. Rồi chắc mình chui vô mình núp luôn trong đây cửa sổ à. Bá đạo thiệt chứ. 6 nè. Rồi quá trời luôn rồi, thêm một cái cửa sổ mà không cho ông ơi. Trời ơi, hơi một cái này cuối cùng để mình đóng cửa này chứ chứ không mất công mấy con ếch của mình nó chui ra nữa. Bây giờ chui xuống nó sao giờ, con rùa này bự quá. Quá chuẩn quá chuẩn quá chuẩn, mình bắt được rồi. Rồi xuống nước đi. Rồi ở đây đi, ở đây. Rồi vậy đi, mình vô bắt con ếch ra ha. Bắt một cặp làm lần luôn. Ôi giờ mình bắt từng con hả trời. Rồi cái chỗ này nó chật quá. À, vô được, vô được. Rồi, chúng ta sẽ bắt con ếch ra. Ếch này trước đi. Chưa có cái đồ build up hả? Ủa cái bịch kia của mình đâu rồi ta? Ồ, mình dục đâu luôn rồi. À, con này phải làm cái sách đồ nữa. Ơi sao đi từng cái ra đi. Giờ làm cái yên nữa lâu quá. Ôi trên cái lưng quá rộng rãi, có cái nhà chút xíu xíu. Rồi ok. Tiếp tục nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Chúng ta sẽ kìm làm kịp cho thời gian. Rồi cái đuôi con khỉ này nó bự quá. Cho tao vô. Đi qua còn bị quất vô mặt nữa chứ. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên lên. Rồi con này bắt nó lên luôn. Rồi trời chuyển 4 lần luôn, đuối quá. Làm cái yên thì đỡ nhưng lâu quá. Rồi ok. Trời ơi cái này chật quá mấy bạn ơi, mình thả lần 4 con nó chạy chắc đuối đàn quá. Hỏi kệ đi, mà làm một lần cho nó vui mình để mình coi thấy sự khác biệt của con ếch hệ alpha và con dân giả, con bản gốc của cái game này luôn.
hình như cái con Titanosaurus hình như nó có đẻ con á, đẻ trứng á. Con đó mình đẻ trứng rồi mình ấp ra cái con nó bự như con bố luôn á mấy bạn. Mình thấy mấy ông YouTuber nước ngoài cũng làm thì sao, bữa mình có coi một clip rồi. Không biết phải không nữa. Mà thôi các bạn đừng kêu mình làm con đó nó khó kiếm lắm. À vô con này nhỏ xíu à. Ơi còn một con nữa chúng ta sẽ làm được cái con baby, trời ơi bắt về đi làm thấy cực luôn á. Nãy giờ chưa xong nữa, còn đợi nó đẻ nữa. Mình là trên trời dưới đất là đẻ tuốt hết rồi đó. Giờ chơi giờ bắt đầu chơi toàn là cái loại thủy quái mà cho đẻ vài muốn cho con Mosa đẻ coi thế nào, con các nó cũng dễ thương lắm luôn á. Giờ mình đẻ xong cái mình nhốt mình trong đó luôn. Rồi ok. Ấy da, ta không có cần nổi đâu. Số 4 đúng không? Rồi ok, chúng ta đã bị nhốt. Tụi mày khỏi chạy đi, tao làm cái này là tụi mày phải quỳ đi, tao còn quỳ nữa gì tụi mày. Rồi chật quá mấy bạn ơi. Rồi ok, các bạn có thể tự do làm gì các bạn muốn ở trong cái chuồng, rất là nói chung là rất là khiêm tốn về độ rộng. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Aya nó ủn mình lên trên luôn, mình muốn nặng nước mà không được luôn á chứ. Đó giờ tụi nó đang yêu nhau kìa, chơi cái này chơi xăm mày, mấy bạn nhỏ không nên biết đâu. Hơi bậy bạ chút. Ơi ơi à, để hai con này trước đi, hai con này trước xong làm việc xong rồi tới con kia. Ủa sao mà nó không hiện trái tim ta? Enable rồi mà. Attack target hả? Ok ta, con này chẳng lẽ nó đẻ trên bờ hả ta? Rồi con này chắc đẻ trên bờ rồi mấy bạn ơi. Dưới nước nó không chịu. Vậy thì chết sao mấy huynh? Hay là trên bờ ta căng à, con mình sợ con ếch cái này, con loại ếch kia nó chết giờ mình ra thế vẹo nào đây. Trời ơi ý nó hiện phần trăm rồi, mình mới vừa thấy cái gì đó. Ready to mate. Ok con này rồi tụi mày rồi chết rồi, kẹt rồi, chắc mình phá một cái nó mình chui ra quá. Ôi. Rồi khá là nhanh tay. Ok mình sẽ cưỡi con rùa lên thử coi. À, nó hiện cái tim rồi. Cặp này nó đẻ dưới nước. Mấy bạn ơi cặp này nó đẻ dưới nước. Ok chúng ta cùng xem từ bên ngoài. Ở trong kẹt quá. Mình à ha, mình sẽ làm cái cửa. Ngu dữ ta. Thôi kệ đi, mình rút kinh nghiệm. Không, tại vì làm cái kia lâu quá, mất công mình đợi nữa. À, con nào con cái nó hiện bắt đầu hiện trái tim rồi. Con đó là con hai con mẹ màu đỏ này nó không có. Mình sẽ bắt hai con mẹ màu đỏ này ra. Một con. Yes. Con mẹ màu đỏ đi ra ngoài đây. Ơi, ơi chết cha rồi. Ơi, may quá bắt kịp. Ra ngoài nó chạy với tốc độ ánh sáng luôn á bạn ơi, nhanh lắm. Quên 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 quên. Ok, mình sẽ cho nó lên trên và mình cho nó dừng lại. Con này đẻ con nên là mình nghĩ là nó không cần dưới nước. Mình phải cho nó ra ngoài mình bắt mới được chứ. Mình cho nó ra ngoài nước mình bắt không kịp nó đâu. Rồi ok, may quá bắt kịp rồi. Để cho hai con kia nó kẹt với nhau luôn cho rồi, chứ mình làm vậy là không được rồi. Còn một con mẹ nữa mình sẽ gán mình vô mình bắt luôn ha. Mình mà nó chui ra được là hơi biến to luôn á. Rồi ok, con này mình ây da, khó quá. Disable nó trước đi và mình sẽ bắt up nó. Rồi ok và sẽ làm cặp này đi. Ui hai con này nó xa nhau quá mấy bạn cả. Mình sẽ dục con ếch này ra ngoài đó. À, nó có chạy không vậy trời? À nó không chạy tại vì mình
để mình dục con này qua kênh con kia. Rồi cái này mà tin lên rồi nè mấy bạn, con này đẻ nòng nọc nha. Rất là vui á. Rồi làm nãy giờ mà chưa được luôn. Mình sẽ làm cọc này trước và con ếch mình sẽ làm sau ở trên bờ. Con này làm xong rồi thì mình sẽ bắt cho con coi, các bạn coi thử, và con ếch kia mình sẽ cho nó vô đây và mình cho con rùa nổi lên mặt nước. Rồi cái chuồng sinh sản này khá là vui ấy. Dưới nước nó lên bập bềnh khó chịu quá. Làm mấy con cá còn dễ hơn á, làm mấy con ếch này nó nhoi quá. Đặt thêm được miếng nữa không ta? Rồi đặt được miếng nữa là ngon rồi, mà nhưng cái này kẹt quá rồi, nó không cho mình đặt nữa. Cái này xạo ghê á, dưới nước mà mình hút gió được, nước vô mồm chắc chết rồi. Game này nhiều cái gì nó xạo xạo lắm. Các bạn thấy mấy con màu trắng trắng quá trời không? Mấy con đó là vi sinh vật á, nó làm giống quá ha. Hay là mấy con tung trình thôi. Mình nói bậy á. 62 rồi, con này khá là nhanh, con này cũng nhanh, chắc mình nghĩ là con nó ra nhanh lắm á. Rồi xong cái này là mình disable cho nó, là nó đứng yên một chỗ là nó mang thai rồi. Mình bắt đầu làm hai con ếch trên kia. Hai con ếch trên kia giờ hơi thấy khó khó rồi đó, giờ nhốt nó trong chuồng cho cặp này lên trên thì hơi bị căng. Thôi cho ra ngoài luôn đi. Rồi tí mình sẽ bắt lại. Rồi mang thai rồi, mình sẽ cho nó đứng im, không cho nó di chuyển nữa. Mấy con này di chuyển dưới nước nó nhanh cực kỳ luôn á, nó bơi tốc độ thần thánh không à. Rồi nó mang thai luôn ta. Tưởng đẻ trứng chứ. Tưởng bám vô tường đẻ cái trứng. Ok, rất là nhanh, nó khá là nhanh luôn á mấy bạn. Rồi ok, mình sẽ pick up nó ra ngoài, mình dục nó ra ngoài đây. Rồi không được rồi, vậy là mình phải mở cái cửa này ra. Ok, đi ra ngoài thôi, đi ra chỗ con cá mập hôm qua đây. Đây con cá mập con hôm qua này mấy bạn, dễ thương quá ha. Mình cho con ếch, trời ơi quăng một cái mà nó bay thụt lút vô bờ luôn mấy bạn ơi, gì mà nhanh quá vậy. Phiên mày nữa, cho một cặp ếch đi lại với nhau. Con này tắt chế độ chưa? Rồi tắt rồi mà sao nó rung 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 nhìn ghê quá nhở. Rồi con ếch kia mình quăng một cái nó đi đi tới. Rồi con này ở đây đi. Rồi tiếp tục mình sẽ bắt con ếch kia lại, nhốt vô chuồng. Ở trên bờ thì mình làm bá chủ rồi, dưới nước mình bơi di chuyển nó khó quá. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trời ơi, mày hành tao quá. Rồi, mấy bạn có thích làm mô sa không? Con nó con mô sa mình không biết như thế nào ha. Rồi, mình vô chuồng đi. Cái gì trời, mình vừa quăng xuống nó bay với tốc độ bàn thờ luôn mấy bạn. Rồi, vô đây. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Thấy này, thấy nó bơi nhanh không? Quăng nhẹ một cái nó bay tút lút qua bên kia luôn. Rồi cái này di chuyển khó quá, chứ nước mình bị kiểu cảm giác không trọng lực khó chơi quá. Rồi đứng ở đây đi, mình sẽ bơi nó lên bờ và mình chui vô chỗ nó luôn. Ây da, kẹt rồi. Ồ, sao dưới đây có gì sáng vậy ta? Ồ, hai con ếch mình đâu rồi? Ồ. Ê mấy bạn ơi, mấy con cá lồng đèn nó sáng quá mấy bạn ơi. Ở mình bắt mới về luôn ha. Trời ơi cái con này nó hành tới bến luôn. Rồi cho mày lên trên đây luôn. Ơi chuồng gì mà nghiêng quá vậy. Rồi đó, né ra coi. Hành tao. Trời, mấy cái đây là dưới đây y như là môi trường không trọng lực chứ. Rồi, lên thôi, lên thôi, lên thôi, lên thôi. Rồi, làm cặp luôn, lần này làm cặp nên mình quay hay lâu quá. Rồi, đó nha. Ấy da, kẹt rồi.
né vô, né vô, không biết con kia sẽ như thế nào. Được rồi, mình sẽ cho hai con mẹ này yêu nhau cái đó. Yêu nhau hả? À quên, đóng cửa trước đó. Con kia dưới nó đang mang thai nên không sao đâu. Tối quá. Rồi, ok. Tụi mày đã bị mà sẽ cho mọi người thấy cảnh tụi mày yêu nhau. Rồi, cả nhà. Đó, nhảy đi. Tụi mày nhảy đi. Không có nhảy được gì hết á. Kỳ trời. Ủa sao hai con này nó không yêu nhau được ta? Căng à. Kỳ quá mấy bạn ơi, con này nó thấy nó sao sao ấy. Đáng lẽ phải được chứ ta, ở dưới nước nãy không được rồi giờ trên cạn phải được chứ ta. Hay là nãy đông quá nó ngại ta. Nó có chữ bất tịch này rồi mà sao không làm vậy ta, kỳ vậy trời. Rồi mình cho xuống dưới nước lại coi. Khó hiểu quá. Thôi để mình qua mình coi con này thử coi. Không phải con này, con này nào. Rồi 38%. Để coi mình kéo hai con mẹ này xuống coi. Làm gì mà lâu dữ trời. À, xuống cái nó tuột ra liền luôn. Ok đấy con này. Không biết sao nó kỳ kỳ ta. Ok, đóng cửa lại lần nữa coi. Không được nữa là mình thua con này rồi, cặp này rồi. Rồi nổi lên muốn. Rồi gì kỳ trời. Cái này điên thiệt chứ. Nó làm kẹt mình luôn rồi. Hài thiệt chứ. Hại não cái mấy mẹ này ghê. Rồi đó. Rồi mấy cái này nó đỡ 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 khó chịu quá. Vậy trời ơi. Nó không cho mình bấm vô luôn mà. Rồi nó lấn lấn mình lòi này nữa rồi. Trời ơi, mệt thiệt chứ. Rồi cuối cùng ra luôn, hài thiệt chứ. Rồi để mình coi cho nó tới gần nhau rồi mình nhấn chữ U á. Rồi cặp này là không sinh sản rồi mấy bạn ơi. Độc thiệt chứ. Rồi cái hệ này không được rồi. Vậy là con này không thể làm baby rồi. Tại vì nó thấy kiểu như là cái hệ này đáng lẽ phải để con á, mà tụi này không đẻ được nè. Nó có trái tim với nhau mà nó đâu yêu nhau được đâu. Ôi. Rồi thôi không được rồi. Giờ nó mà xảy ra nó chạy tùm lum hết. Coi như cái loài này không không thể làm baby được rồi. Chứ là bình thường là vô là nó có trái tim liền à. Thôi, mình bỏ đi, mình coi con baby này đi. Mình vô coi baby ếch này nè. Con ếch này mình nghĩ sẽ hay hơn á. Rồi 62% rồi. Ok, mình chỉnh slow mo cho nhanh ha.
À, chỉnh cho nó nhanh cho nó ra luôn đi. Ở vù vù luôn. Rồi, được rồi đó, tại vì giờ nó nhảy lên dữ lắm nha, nó nhảy lên 98 luôn á. Rồi 96. Rồi không biết con Barbie nó như thế nào ta. Chắc nồng nọc quá mấy bạn ơi. Ui cái cục đi ra chỗ khác. Chơi nổi chỗ này dơ dơ quá. Chúng ta còn đợi con Barbie ớt. Này là cái lò gì mình cũng làm hết luôn. 99 rồi. 99.3. Còn tí nữa. Yeah, con nồng nọc rồi. Cái loài thường này chắc chắn nồng nọc rồi. Ý, ý con nồng nọc tụi mấy bạn ơi. Trời ơi, nó núp dưới bụng con mẹ nó kìa. Trời ơi, ai da. Ơi, con này nó che rồi, khó bắt quá. Ê. Ê, 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 ê. Ơi, để một con mắc cười với trời. Cho nó ăn chứ không nó chết đi. May quá nó ăn kịp rồi. Rồi, xém nó chết rồi. Chết, không chết được. Rồi, đừng có chết nha, trời ơi. Nuôi con này chắc cực lắm luôn á. Không biết nuôi sao luôn mấy bạn ơi. Rồi, mình cho thịt đùi mà nó, cho nó ăn thịt đùi đi. Cho nó ăn thịt đùi. Cho nó ăn cái cây luôn. Wow, nhìn rất là mắc cười luôn. Ê, đi ra mày. Ở con cá tưởng tới nó ăn thịt chứ mình hết hồn. Con nồng nọc con bơi theo bình kìa mấy bạn. Đâu rồi? Ôi ơi, chi mà nhỏ dữ trời ơi. Quá mắc cười luôn. Mày đứng yên giùm tao cái. Đứng im rồi. Rồi con này chắc mình đi kiếm nó chắc cũng khùng luôn á. Con này chắc chăm sóc cực lắm rồi. Nòng nọc con à. Quăng con mẹ nó chạy tới lúc lên đó luôn nè. Trời ơi là trời. Quăng gì mà đi xa quá anh ơi. Cái lò này nó bơi dưới nước sao mà nhanh quá vậy. Ôi mẹ thiệt chứ. Trời ơi, quăng một cái gì mà đi gần như cả km luôn vậy. Rồi thôi, video này của mình sẽ làm tới đây thôi ha. Vì tập này mình chỉ muốn làm con ếch thôi. Không muốn làm mấy con khác. Đáng lẽ là một cặp ếch luôn mà nhưng do cặp kia nó sinh sản không được nên mình đành làm cái con nọc nọc con này vậy. Nhìn khá là mắc cười. À, vậy thôi xin chào mấy bạn ha. À, ngày mai mình sẽ ra video con Spino hệ Bionic xem thế nào ha. Chào mấy bạn nha.